Chào mừng tất cả các em học sinh đến với môn địa lý. Chúc các em luôn vui vẻ, mạnh khỏe và học tốt. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vào địa lý kinh tế vào bài số 6 là sự phát triển nền kinh tế Việt Nam. Thì trong bài này nó có hai phần lớn. Thì phần 1 đó là nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới. Phần này các em tự học. Các em sang phần 2 là nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới. Thì trong cái này chúng ta sẽ tìm hiểu hai phần nhỏ. Phần thứ nhất là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phần thứ hai đó là những thành tựu và thách thức. Rồi bây giờ các em sẽ đi tìm hiểu vào phần 2 lớn là nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới. Các em đi vào phần 1 nhỏ là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thì các em hãy cho biết là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế là gì? Là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta đó là nó sẽ như thế nào nhỉ? Nó chuyển dịch như nào nhỉ? Nó thay đổi. Và đây nó sẽ có, các em hãy cho biết có 3 mặt của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đó là gì nhỉ? Thứ nhất là nó có gì các em? Chuyển dịch cơ cấu ngành. Thứ hai là chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ. Và thứ ba đó là chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế. Rồi các em đi vào đầu tiên đó là chuyển dịch cơ cấu ngành. Thì các em, rồi thứ hai là chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ. Và thứ ba đó là chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế. Rồi các em đi vào phần A là chuyển dịch cơ cấu ngành. Thì chuyển dịch cơ cấu ngành có nghĩa các em nhìn vào biểu đồ chuyển dịch cơ cấu GDP từ năm 1990 đến năm 2002. Thì các em thấy đây là ta gọi là biểu đồ miền. Thì màu hồng, có xin lỗi, màu tím đó là có nông lâm ngư nghiệp này. Các em nhìn vào thì nó có sự thay đổi là các em thấy nó tăng hay giảm. Ví dụ như từ năm 90 đến năm 91 là nó tăng lên rất nhanh, là 40,5. Nhưng từ năm 1991 đến năm 2002 thì nó giảm xuống. Tiếp theo là công nghiệp xây dựng. Các em nhìn vào thì nó tăng lên một cách rõ rệt. Tăng lên một cách rõ rệt là từ 22,7 lên tới rất là 38,5. Tiếp theo là ngành dịch vụ. Thì ngành dịch vụ là nó tăng liên tục. Là nó tăng liên tục từ năm 1990 đến năm 1995 là 90 là 38,6, nhưng đến 95 là lên tới 44. Nhưng tiếp theo là từ năm 1995 đến năm 2000 thì nó giảm xuống còn 38,5. Thì các em nhìn chung thì về ngành dịch vụ nó cũng không giảm đáng kể. Nguyên nhân vì sao mà nó dẫn tới chuyển dịch nhỉ? Đó là nông lâm ngư nghiệp giảm, còn ngành công nghiệp nó sẽ tăng. Là nông lâm ngư nghiệp giảm là do nền kinh tế chuyển từ bao cấp sang kinh tế thị trường, và từ nông nghiệp chuyển dần sang là ngành công nghiệp. Thứ hai là công nghiệp xây dựng tăng, là chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với đường lối đổi mới, đó là ngành được khuyến khích phát triển. Và chính vì vậy mà ta gọi là phù hợp với xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Rồi các em đi tìm hiểu vào phần B, đó là chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ. Thì chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ các em thấy biểu hiện như thế nào theo các lãnh thổ nước ta nhỉ? Là nước ta được chia ra nhiều các lãnh thổ thì mỗi lãnh thổ nó sẽ phát triển khác nhau. Ví dụ như các em nhìn vào giờ bảo hình 6.2 hoặc Atlas này. Các em hãy xác định các vùng kinh tế ở nước ta. Các em nhìn vào cái bảng chú giải thì các em thấy được là có các vùng kinh tế ở nước ta. Là có 7 vùng kinh tế. Và trong đó thì các em nhìn có mấy vùng kinh tế trọng điểm.
Rồi kể tên các vùng kinh tế nó giáp với biển và có bao nhiêu vùng kinh tế không giáp biển. Thì các em nhìn vào thì có 7 vùng, thì trong đó rất là có 6 vùng giáp biển. Còn một vùng duy nhất không giáp biển đó là vùng Tây Nguyên. Vùng Tây Nguyên không giáp biển. Còn lại 6 vùng còn lại: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long là giáp biển, còn một vùng duy nhất không giáp biển. Còn các vùng kinh tế trọng điểm ở đây đó là có bao nhiêu vùng? Có 3 vùng. Thứ nhất là ở vùng kinh tế trọng điểm ở phía Bắc, thứ hai là miền Trung, và cái thứ ba đó là ở vùng Đông Nam Bộ, đó là có 3 vùng kinh tế trọng điểm. Thì các em thấy về chuyện dịch cơ cấu theo lãnh thổ thì nó hình thành ở các vùng chuyên canh trong nông nghiệp, và các lãnh thổ nó tập trung trong các ngành công nghiệp dịch vụ, nó tạo nên vùng kinh tế phát triển năng động, là có 7 vùng kinh tế, trong đó có 3 vùng kinh tế trọng điểm. Rồi bây giờ các em sang phần 3 là chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế. Về chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế, các em nhìn vào đây là về cơ cấu thành phần kinh tế, các em thấy đó là có kinh tế nhà nước, tập thể, tư nhân, cá thể và kinh tế có vốn đầu tư ở nước ngoài. Thì các em nhìn vào thì bắt đầu đó là kinh tế nhà nước thì nó sẽ giảm, tập thể nó cũng giảm, tư nhân nó sẽ tăng, cá thể nó giảm, còn đầu tư ở nước ngoài ngày càng tăng lên. Thì chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta ngày càng phát triển là thu hút vốn đầu tư ở nước ngoài, có vai trò chủ đạo, và thành phần kinh tế khác là động lực cho sự phát triển ngành kinh tế của nước ta ngày càng được phát triển mạnh hơn ấy. Rồi, bây giờ các em đi sang phần 2 là những thành tựu và thách thức. Thì các em nhìn vào đây thì các em hãy cho biết nền kinh tế ở nước ta đã đạt được những thành tựu gì và những khó khăn gì chúng ta cần phải vượt qua để phát triển ngành kinh tế hiện nay. Thì bây giờ các em quan sát vào một số hình ảnh đây. Ví dụ như đây là về những thành tựu của chúng ta đạt được. Về thành tựu của chúng ta đạt được đó là tăng trưởng kinh tế nhanh, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa, tức là ngày càng được phát triển mạnh hơn. Còn về khó khăn ở đây, các em nhìn vào những hình ảnh này đó là về cái vấn đề đó là ô nhiễm môi trường. Về vấn đề ô nhiễm môi trường và tài nguyên năng bị cạn kiệt, khai thác hợp lý và chúng ta cần phải gì? Xóa đói giảm nghèo đi. Về ô nhiễm các môi trường là nhiều á. Đó là về những thành tựu và thách thức. Thành tựu, các em ghi bài báo là thành tựu là tăng trưởng kinh tế nhanh, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Về thách thức là môi trường bị ô nhiễm, tài nguyên bị cạn kiệt và thiếu việc làm, chúng ta cần phải xóa đói giảm nghèo, vân vân. Rồi cô củng cố. Thì các em khi các em học bài á, cho giải thuộc thì các em sẽ vẽ theo sơ đồ tư duy. Thì ở đây nó sẽ chuyển dịch theo ba cái. Thứ nhất là chuyển dịch cơ cấu ngành, thứ hai là chuyển dịch cơ cấu theo lãnh thổ, và thứ ba là chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh tế. Rồi các em chia như vậy thì các em sẽ dễ học thuộc bài. Rồi các em xác định 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là nó thuộc vào các vùng nào. Cũng dễ rồi, đó là nước ta có 7 vùng kinh tế: một là Trung du và miền núi Bắc Bộ, hai là Đồng bằng sông Hồng, ba là Bắc Trung Bộ, bốn là Duyên Hải Nam Trung Bộ, năm là Tây Nguyên, sáu là Đông Nam Bộ và cuối cùng là Đồng bằng sông Cửu Long. Mai mốt các sẽ tìm hiểu kỹ về các thành phần kinh tế của các vùng. Rồi các em về nhà các em làm bài tập số 2 trang 23. Thì bài tập này là các em sẽ vẽ biểu đồ hình tròn. Thì trong cái biểu đồ hình tròn á, là các em muốn vẽ biểu đồ hình tròn thì một cái hình tròn là có 360 độ.
Thì các em muốn tính ra số đồ thì các em sẽ lấy tỷ lệ phần trăm nhân cho 3,6 là sẽ ra được số đồ. Và sau đó, sau khi các em tính ra như vậy và các em hoàn thành cái bài đấy và các em sẽ vẽ được đây là biểu đồ hình tròn. Giờ đó là có các thành phần kinh tế và phải có chú thích hay ta gọi là chú giải về các thành phần kinh tế là có màu sắc khác nhau này. Rồi sau đó là các em phải có tên biểu đồ. Phải có tên biểu đồ nhé. Rồi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Các em phải ghi bài đầy đủ và hoàn thành bài tập số 2. Và nhớ xem trước bài số 7 giùm cô.